Riêng BTS giải thích về biệt danh trai đẹp toàn cầu, tiết lộ dành 80-90% thời gian để đùa giỡn. Trong một cuộc phỏng vấn và chụp ảnh cho Vogue Korea mới đây, anh cả BTS Jin đã chia sẻ về triết lý sống của mình và hơn thế nữa. Là ngôi sao trang bìa của tạp chí số tháng 1 năm 2022, mỗi người trong số 7 thành viên BTS đã ngồi xuống cho một cuộc phỏng vấn riêng biệt và Jin là một cuộc trò chuyện vui nhộn, thể hiện hoàn hảo tính cách vui vẻ, dễ thương của anh chàng. Mô tả về thói quen hàng ngày, khi không bận rộn với các hoạt động quảng bá của nhóm, Jin tự hào tiết lộ rằng mình thích dành hàng giờ để chơi game, thư giãn, lướt điện thoại hoặc xem TV một cách vô tâm. Một số người có thể gọi nó là thảm hại, anh vui vẻ châm biếm, nhưng tôi là người làm bất cứ điều gì tôi cảm thấy thích. Jin tiếp tục giải thích rằng, anh tin rằng có giá trị và mục đích khi bỏ qua mọi thứ và thư giãn. Tôi là người tin vào sự hữu ích của sự vô dụng, anh nhận xét. Bạn cần có những ngày mà một số người có thể gọi là vô dụng để tập trung tốt hơn vào những ngày bạn làm những việc hữu ích. Trong suốt một cuộc phỏng vấn, Jin cố gắng giữ mọi thứ trở nên vui vẻ bằng những câu chuyện cười giải thích. Tôi không thích bầu không khí trở nên nghiêm túc. Khi bầu không khí bắt đầu cảm thấy quá nghiêm trọng, tôi cố gắng làm nhẹ nhàng mọi thứ. Khi được hỏi liệu có bao giờ không đứng trên sân khấu mà trở nên nghiêm túc hay không, nam idol cười đáp, thực sự là không. Thông thường khi một người nghiêm túc và một người vui vẻ trò chuyện, một người sẽ nhượng bộ và hòa hợp với trông cảm của người kia. Hầu hết thời gian cuộc trò chuyện trở nên nghiêm trọng nhưng tôi không như vậy. Có một nhân viên tại công ty của chúng tôi cực kỳ nghiêm túc và ngay cả khi tôi nói chuyện với nhân viên đó, tôi sẽ dành 20 trong 30 phút để pha trò. Nếu tôi cảm thấy có vẻ như ai đó nghiêm túc đến mức tôi không thể hòa hợp với họ, tôi sẽ nhanh chóng cố gắng tránh họ. Về lý do tại sao Jin ghét khi mọi thứ trở nên quá nghiêm trọng, anh nói đơn giản, bởi vì nó không vui, cho dù tôi đang phỏng vấn hay trò chuyện với bạn bè của mình cũng vậy. Tất nhiên tôi rất nghiêm túc trong công việc, anh tiếp tục, nhưng ngoài khi tôi ở trên sân khấu, tôi dành khoảng 80-90% thời gian để đùa giỡn. Tôi nghĩ rằng vui vẻ là một trong những điều giúp tôi có thể làm được việc mà không bị kiệt sức. Jin cũng khiêm tốn nói về tài năng của bản thân, tôi không có gì đặc biệt và tôi là người không có đặc biệt xuất sắc về bất cứ điều gì. Mặc dù những người xung quanh tôi không nghĩ về tôi như vậy chút nào, nếu tôi thậm chí bắt đầu nói điều gì đó như thế này, họ sẽ nói, làm sao bạn có thể nói như vậy? Bạn đã đạt được những điều tuyệt vời, nhưng tôi vẫn khó chấp nhận điều đó. Nếu ai đó hỏi tôi điều gì khiến tôi khác biệt với những người khác, tôi sẽ không có gì nói ngoài, tôi là thành viên của BTS. Anh ấy tiếp tục hạ thấp biệt danh Worldwide Handsome của mình, giải thích rằng chỉ xem cụm từ này như một trò đùa. Thành thật mà nói có rất nhiều người đẹp trai hơn tôi, Worldwide Handsome là một trò đùa mà tôi tạo ra để cười. Cũng đúng là có rất nhiều người hát và nhảy giỏi hơn tôi, nhưng bởi vì những người khác thấy tôi tốt hơn tôi cảm thấy, tôi làm việc chăm chỉ để cố gắng sống theo cách họ nhìn tôi. Bạn biết làm thế nào cho mọi người được sinh ra với một tài năng nhất định? Tôi nghĩ rằng tài năng của mình là khi có điều gì đó không vui xảy ra hoặc khi tôi gặp khó khăn về tinh thần, tôi có thể quên đi mọi thứ một cách nhanh chóng. Khi được hỏi về bí quyết bỏ lại quá khứ và bước tiếp, Jin trả lời, nếu tôi tập trung vào cuộc sống hàng ngày của mình, tôi tự nhiên sẽ quên đi và tiến về phía trước. Hình ảnh của Jin đã thay đổi phần nào kể từ khi anh ấy ra mắt trong những ngày đầu sự nghiệp của BTS. Anh khá im lặng và giữ hình tượng hoàng tử băng giá. Tuy nhiên, cách nhìn của Jin về cuộc sống đã thay đổi sau khi được truyền cảm hứng bởi một câu thoại trong bản hit năm 2016 Fire của chính BTS. Hãy sống theo cách bạn muốn, dù sao đó cũng là cuộc sống của bạn, đừng cố quá, thua cũng được. Cuối cùng, Jin chia sẻ rằng kể từ năm 2020, anh ấy đã sống với mục tiêu khác thường, sống mà không cần suy nghĩ.